Trong bối cảnh hiện nay, có một thực trạng đáng lưu tâm. Nhiều Phật tử đến với đạo Phật nhưng chưa hiểu biết đúng đắn về giáo lý, dẫn đến có những niềm tin sai lầm và cách thực hành không phù hợp. Vì vậy, việc truyền đạt và giảng dạy giáo lý trở thành nhu cầu cấp bách để mỗi vị Phật tử hiểu rõ, thực hành đúng con đường tu tập mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tại nhiều ngôi chùa, dễ thấy cảnh tượng đông đảo Phật tử thắp nhang, đặt lễ vật và cầu xin sự phù hộ từ Phật và Bồ Tát. Họ mong cầu sức khỏe, tài lộc hay thậm chí là giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là ở những vùng quê, nơi tín ngưỡng dân gian và văn hóa bản địa in sâu vào tiềm thức người dân, nên không có gì khó hiểu khi đa số bà con đến chùa là để cầu xin thay vì tu tập. Và càng ít người nhận ra rằng Phật giáo không phải là con đường cầu xin những điều may mắn, mà là sự rèn luyện bản thân để đạt tới giác ngộ. Tôi thường thấy số đông như đến chùa thường là xin những tài lộc ban phước, thậm chí có những người xin gửi chúng số đề nữa. Bản thân tôi trước đó cũng vậy, thường tới chùa là xin ban lộc, tài. Và trong thời gian mà tôi gặp sư thầy đã giải thích và giảng dạy cho chúng tôi và cho chúng sanh và chúng ta cả trong đó có tôi đã, thì đạo Phật là không phải là như thế. Đạo Phật là giúp chúng ta bản thân tao hoàn thiện hơn nữa, chứ không phải là xin là cho. Thì một làng quê thì đa số cái văn hóa tín ngưỡng là nhiều, nhưng mà khi thầy về theo dõi lúc đầu thì cũng có cái ý cầu xin, ban phước, cầu nguyện, đa số phần nhiều. Nhưng mà một thời gian theo sự hướng dẫn của thầy trụ trì chúng tôi đây thì các quý Phật tử có sự hiểu biết đúng đắn với chánh pháp thì có tinh tấn tu tập. Thêm một thực trạng nữa là ở rất nhiều địa phương, các tự viện thường tập trung chỉ dạy cho quần chúng nhân dân bỏ ác làm lành, sống làm sao để có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu chỉ với những điều như vậy, bất kỳ ai cũng từng học trong sách giáo dục công dân khi còn trên ghế nhà trường, trong khi giáo lý nhà Phật mang tính thâm sâu hơn rất nhiều. Bởi vì cái giáo dục của Phật giáo nó không phải chỉ dạy con người của mình khi hành động, mà cái giáo dục của Phật giáo dạy con người của mình trong từng cái ý thức, cái luật pháp của nhà nước. Khi con người nếu như là ăn trộm, phải di dời cái vật có giá trị, có người quản lý đi chỗ khác, đó mới gọi là ăn trộm. Nhưng mà trong cái giáo dục Phật giáo, trong cái suy nghĩ của mình thôi, mình chỉ cần móng tâm nghĩ muốn lái đồ của người khác, đó là đã bị vào cái giới ăn trộm rồi. Cái việc học giáo lý là rất là quan trọng đối với đời sống của con người. Bên cạnh đó, một số Phật tử thiếu kiến thức nền tảng về giáo lý và dễ rơi vào niềm tin sai lệch. Họ nghĩ rằng chỉ cần thực hiện các nghi lễ bề ngoài hoặc cúng dường là đủ để đạt được điều tốt đẹp. Thực tế, Phật giáo nhấn mạnh việc thực hành tu dưỡng đạo đức, từ bi và trí tuệ thay vì chỉ dựa vào hình thức. Chính từ thực trạng như trên mà trong một bài phát biểu gần đây, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội nhấn mạnh, các tự viện cần quan tâm đến việc tổ chức tu học để nâng cao nhận thức cho Phật tử. Việc truyền bá chánh pháp không chỉ giúp Phật tử hiểu đúng về giáo lý mà còn củng cố niềm tin chân chính. Các khóa học giáo lý nên được tổ chức thường xuyên, không chỉ nhằm giúp Phật tử hiểu sâu hơn về đạo Phật mà còn giúp ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng. Việc tổ chức các lớp giáo lý không phải chỉ mới bây giờ mới hình thành, mà việc đó trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành xuyên suốt 7-8 nhiệm kỳ đã đi qua. Mỗi năm thì lớp giáo lý tại các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lại càng được lan tỏa về số lượng của lớp, lan tỏa về số lượng học viên, đó là Phật tử, tín đồ, những người yêu mến đạo Phật đã đồng quy tụ về các lớp giáo lý để học. Việc đó rất cần thiết. Thực tế thì sau khi học được giáo lý, nhiều Phật tử đã thay đổi tư duy và cách sống. Họ hiểu rằng không thể phụ thuộc vào thần quyền hay lễ nghi mà phải tự tu dưỡng, thực hành giáo lý đúng đắn trong cuộc sống. Việc hiểu đúng về nhân quả đã giúp họ trở nên bình an và hạnh phúc hơn, không còn lối sống lệ thuộc vào sự may rủi. Thứ nhất là Phật tử có được kiến thức về lời dạy của Đức Phật. Vì có được kiến thức, Phật tử mới có cơ hội để đối chiếu so sánh, nhìn lại cuộc sống thực tại của chính mình. Và khi so sánh, đối chiếu, nhìn lại thì Phật tử mới có cơ hội để tu chỉnh, để cải thiện, để sửa đổi. Phật tử họ cũng có gia đình của họ. Sau này họ cũng có con cái, họ cũng làm chống nội bà nội. Hôm nay mình học được giáo lý, sau này mình sẽ kể chuyện cho con cháu mình nghe. Và từ đó con cháu họ mới thích. Cho nên nhiều khi tôi mỗi lần tôi cứ lồng ghép thuyết pháp và lồng ghép giáo lý vô. Thì lúc đầu khi đến chùa, tôi cũng như các vị khác cũng chỉ mong cầu cho cái tâm mình được thanh tịnh. Và thứ hai nữa, cầu sự bình an cho mình, cho cha mẹ mình, cho gia đình của mình. Nhưng một thời gian sau thì khi mà dần hiểu được Phật Pháp, khi mà Phật Pháp được thấm sâu vào con người rồi đó, thì tôi mới biết rằng cái sự cầu nguyện của chúng tôi lúc trước thì nó rất là nhỏ nhoi so với những gì mà lời Phật dạy. Và sau này thì tôi cũng chỉ mong rằng tôi được học Phật Pháp, được tu theo chánh Pháp mà Đức Phật dạy để cầu mong được giác ngộ và giải thoát như lời Đức Thế Tôn. Chính Pháp của Đạo Phật là nền tảng quan trọng giúp con người sống thiện lành, tự giác ngộ và đạt được hạnh phúc thực sự. Việc lan tỏa lời Phật dạy không chỉ là nhiệm vụ của các tăng ni mà còn là của chính mỗi Phật tử. Từ đó mà các Phật tử có được sự hiểu biết đúng đắn và sống đúng theo tinh thần Phật giáo. Chỉ khi hiểu rõ và hành đúng, mỗi người mới có thể bảo vệ và phát huy giá trị tinh thần của Phật giáo trong xã hội hiện đại. Trước khi mình chưa học giáo lý thì mình đi chùa mong muốn là xin được sự ban phước. Mình nhìn nhận được là sự cầu nguyện của mình là sẽ được Đức Phật lắng nghe, và nhờ vào sự đến thiên đới thì mình có thể được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà mình học giáo lý thì mình sẽ hiểu sâu hơn về sự giảng dạy của Đức Phật, thì mình nhận ra rằng là đạo Phật chính là đạo nhân quả. Mọi hành động của chúng ta trong cuộc sống thì này sẽ dẫn đến những cái kết quả về sau. Nên là khi mà đi chùa thì đó chỉ là gieo những hạt giống thiện lành ngày hôm nay thôi. Còn muốn được sức khỏe, bình an trong cuộc sống thì phải do chính hành động của chúng ta hôm nay. Không chỉ dạy giáo lý, Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhiều tỉnh thành nói chung còn tổ chức hội thi giáo lý Phật tử. Đây là cơ duyên tốt lành để Phật tử kiểm tra lại kiến thức giáo lý đã được học, cũng như giúp Phật tử tại gia hiểu biết vững vàng hơn về giáo lý đạo Phật, từ đó giữ tâm kiên cố theo chánh pháp. Trong quá trình học, các cô chú, anh chị Phật tử cũng rất là hỗ trợ cho tôi trên bước đường học giáo lý và tạo cơ hội để mình giao lưu những kiến thức về Phật giáo và được nghe những chư tôn đức giảng dạy lại những kiến thức quý báu. Cái Ban Hướng dẫn Phật tử chung thành phố Hồ Chí Minh là đi đầu, đến thăm tất cả các đạo tràng, nghe mình kể về giáo lý họ cũng mừng. Nên đó, chính cái đó mình thấy nếu mà tất cả các vị tôn túc chịu khó mà đi thăm hỏi, khuyến khích tất cả các đạo tràng thì Phật tử họ sẽ cảm thấy mừng, họ sẽ học. Từ đó mình sẽ thấy được cái thành công. Như vậy, việc học giáo lý là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo rằng Phật tử có thể hiểu biết đúng đắn và sống đúng theo tinh thần Phật giáo. Điều này không chỉ giúp con người tự giác ngộ mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của Phật giáo trong xã hội ngày nay.